Ok, xin chào anh em. Thì để tiếp tục video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em đánh khối nhật. Thì ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em đánh khối nhật rồi, nhưng mà ở video lần trước thì nó hơi khó nhìn và nó hơi bị mờ nên là nhiều anh em cũng không thể nào nhìn rõ được. Nên là lần này mình có nhờ một bạn học viên có quay lại cho mình cái cảnh của mình đánh một chiếc khối nhật cho anh em có thể tham khảo. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đánh cái mực mờ bên ngoài cùng. Ở mép ngoài cùng này là mình sẽ sử dụng mực mờ anh em nhé. Mực nếu mà anh em dùng hũ 17 thì là sẽ là hũ mực hũ 7 giọt mực nha anh em nhé, 7 giọt mực ở hũ 17. Còn anh em dùng hũ 14 thì là tầm 4 giọt, còn hũ 10 thì tầm khoảng 1-2 giọt anh em ạ. 1-2 giọt, có thể đậm hơn một chút, anh em thích thì đậm hơn một chút. Như mình thì mình cho đậm hơn một chút anh em ạ, như mình thì mình sẽ cho đậm hơn. Còn nhiều anh em thích nhạt thì cứ theo cái tỷ lệ như thế anh em pha. Còn nếu anh em dùng mực pha sẵn thì cứ đánh từ cái lớp ngoài cùng thôi, cứ từ cái hũ, từ cái chai mà gần nhạt nhất. Ở cái khối thì anh em dùng cái chai gần nhạt nhất nhé, ở cái set mực mà anh em pha sẵn ý. Còn cái chai mà để nhạt nhất thì anh em đánh những cái khối tròn tròn. Còn đây là khối nhật thì mình đánh cái hũ gần như nhạt nhất rồi. À, ở trong cái set mực pha là ok rồi. Đấy, mình sẽ trải từ bên ngoài và bên trong. Thì cái việc trải này mình sử dụng chiếc máy Dragon Fly X2, tại vì mình thấy cái chiếc máy này nó kiểm soát nó rất là tốt. Máy coi tất nhiên máy coi vẫn có thể sử dụng được thôi, nhưng mà máy coi mình mà nhớ tay một chút thì là nó sẽ hằn một cái vết đậm lên thì nó không tốt chút nào cả. Anh em nào quen tay thì vẫn có thể dùng máy coi thoải mái nha anh em nhé, chứ không phải là nhất thiết mình cứ phải sử dụng Dragon hay là một máy Rotary nào cả, dùng máy coi vẫn rất là được. Đấy, thì vẫn là như video lần trước thì mình vẫn sử dụng đồng thời hai máy song song, là chiếc máy Dragon Fly X2 này và chiếc máy coi của mình, chiếc máy coi Bin Nguyễn đã theo mình rất lâu rồi. Và mình cảm thấy dùng những chiếc máy này nó rất là nhanh. Thì chiếc máy Dragon Fly này mình đang chạy với mức vôn là 8.5V. Cái giải sợi chốc là khoảng hình như là đợt ý mình chỉnh là khoảng hơn 4 chấm anh em ạ. Cái hoặc 4 chấm, hình như là 4 chấm, mình không nhớ nữa. Nhưng mà mình thấy nó cũng giải sợi chốc khá là rộng đấy, hình như là 4 chấm. Mình có đo với chiếc máy Sterling Ray của mình thì máy Sterling Ray của mình chốc mặc định là 4 chấm. Cái con Dragon Fly này mình cũng vặn đi vặn lại mấy lần rồi nên là mình không để ý là sợi chốc là bao nhiêu cả. Nhưng mà theo cái cảm nhận của mình là hình như là nó khoảng 4 chấm, tương đương với con Sterling Ray kia. Đấy, thì cái lớp thứ hai anh em trải lên là anh em sẽ trải cái lớp mực đậm hơn so với mực nhạt kia nhá. Đậm một chút, đó, cứ từ nhạt xong đậm dần. Anh em nào quen tay rồi thì trải từ bên trong ra, trải từ đậm ra nhạt thì nó sẽ tốt hơn, thì mình sẽ kiểm soát nó tốt hơn. Nhưng mà như thế thì ra bên ngoài này mà anh em mà nhỡ tay một chút thì nó cũng hơi là khó sửa đấy. Nên là anh em cứ nếu mà muốn an toàn thì cứ trải từ cái nhạt sang cái đậm. Còn anh em muốn nó mịn và nó ngon hơn thì anh em sẽ trải từ đậm sang nhạt. Và quen được rồi thì đậm ra nhạt. Chung là như thế nào cũng được, vẫn cứ là ok. Đấy, anh em cứ trải như mình đây. Mình trải cái khối nhật này mình để kim dài hơn một chút nha anh nhá. Nhiều anh em cứ để kim ngắn sợ nó bị sát thương, nhưng thực ra mình thấy nó cũng bình thường thôi. Tại vì để kim dài mình nhấn một lần cho nó ăn mực luôn, chứ mình không muốn là kiểu như là tô đi tô lại, mài đi mài lại xong đi bắt đầu nó bị dày lên. Nó cứ không ăn mực ấy, mình để kim ngắn không ăn mực ấy, rồi cứ mài đi mài lại dày lên, thà mình cứ để kim dài hơn một chút rồi mình đánh cho nó ăn mực luôn. Đó. Mình để cái mức vôn là 8.5V và số vòng là mình để 3 vòng anh em nhé, 3 vòng ở cái nút vặn kia. Nếu mà anh em nào chưa biết cái chỉnh vặn kia thì mình nói xin nói qua là cái vặn kia anh em cứ vặn, mua cái máy Dragon Fly về anh em vặn kịch vào, vặn cái nút vặn bên trên, vặn khi nào không vặn ở nơi thôi mới là kịch rồi. Thì bắt đầu anh em vặn ra, tính tới điểm đấy vặn ra là anh em cứ thấy là 1 vòng hoặc là 2 vòng, 3 vòng thì anh em cứ tự tính thôi, tự vặn tự tính thôi. Mấy vòng thì đấy, của mình đang để là để vòng thứ 3. 3 vòng và 8.5V và giải sợi chốc nó khoảng là 4 chấm. Đánh cái máy này thì nó vào rất là tốt anh em ạ. Nó vào và nó vào rất là nhẹ nhàng, mà nó mình cảm giác như là nó không bị như máy coi, là nhiều khi mình nhỡ tay cái là nó sẽ bị hằn lên, nhưng mà cái máy này không, nó rất là mịn. Nếu mà anh em có tiền và có kinh tế một chút thì nên lựa chọn những chiếc máy Dragon này. Vì chiếc máy này bây giờ bên mình đang bán mức giá máy cũ nha anh em nhá, máy cũ chứ máy mới. Máy cũ là từ tầm khoảng 8 triệu cho đến 10 triệu anh em ạ, từ 8 đến 10 hoặc đến 11 triệu tùy máy. Và chiếc máy này anh em mua mới thì bây giờ giá nó khá là cao đấy, khá là cao. Mình thấy là nhiều shop đang bán mức giá là 14 triệu, 13 triệu rưỡi cho đến 14 triệu. Mà có shop bán hẳn 14 triệu rưỡi luôn cơ. Bây giờ giá máy này rất là cao rồi. Đó, khi mình đã chạy xong mấy cái lớp bằng máy Dragon Fly rồi thì bắt đầu mình sẽ chuyển sang cái cây máy coi của anh Bít Nguyễn. Thì cái cây máy coi này mình cũng nói rất là nhiều rồi, đó là chiếc máy mà mình rất là yêu thích và nó đã đi theo mình rất là lâu rồi.
rất là lâu, nhưng nó còn rất là mới, tại vì mình rất là hay chịu khó để lau máy. Và máy coi này thì mình đang để cái giải trợ chốc cũng khá là rộng, và mình đi mấy mức volt là 5.8V anh em nhé, 5.8V, và kim mình để khá là dài để mình đánh một lượt cho nó ăn mực luôn, chứ mình không di lại nhiều lần cả. Đấy anh em nhìn thấy là nó đi vào rất là nhanh luôn, nó vào rất nhanh đó. Và những chiếc máy như thế này thì bên mình đang bán mức giá là 3.500.000 anh em nhé. mình nhầm, máy mới là 3.500.000, nhưng mà máy cũ bên mình đang bán đến mức giá là 1.500.000 cho đến 1.600.000, mà có máy đến 1.300.000 thôi. Nó rất là nhiều phân khúc anh em ạ. Còn máy coi thì anh em thoải mái luôn, không phải nghĩ gì cả. Đó, nhiều anh em cứ nghĩ là máy coi thì cầm nó nặng rồi nó khó chịu cho mình, nhưng mà thực ra thì mình cảm thấy máy coi thì đúng là nó nặng thật, nhưng mà theo quan điểm của mình ấy, thì mình cốt là nó được việc cho mình thôi, nó được cái việc làm cho mình, chứ mình không có, mình cảm thấy nó nặng thì mình chịu được hết, mình không có gì cả. Cốt là nó phù hợp với công việc của mình và nó giúp được cái việc của mình cho nó hoàn thiện, thì kể cả nặng hơn mình vẫn có thể mình cầm được anh em nhé. Anh em chưa cầm những máy Sunkin đâu, máy Sunkin nó nặng hơn, còn nặng hơn nhiều lần cơ đó. Thế là sơ qua. À, mình vẫn nói hơn, nói về cách để setup một cái máy đi bóng nhá. Máy đi bóng thì anh em, nếu mà anh em dùng biến HP2 ấy, có để ý là cái duty của nó, cái duty là chính là cái điểm sát thương ấy. Cái điểm sát thương cũng là cái điểm tiếp xúc điện này. Cái điểm sát thương của nó thì anh em để khoảng nếu mà máy đánh bóng thì anh em để khoảng trên 50%, từ 50 đến 55 gì đấy. Và cái điểm stroke, à cái điểm 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 speed, điểm speed của nó thì anh em để khoảng trên 100 là được. Trên 100 khoảng 110 gì đấy là rất là đẹp để chúng ta có thể đi bóng được. Đó, video của mình hôm nay chỉ ngắn như vậy thôi anh em. Thì anh em nào có thích những chiếc máy coi hoặc là những chiếc máy rotary thì có thể cũ thì có thể liên hệ cho mình. Mình sẽ